Bài 1. Giải thích một số thuật ngữ. Sau khi học xong bài, các bạn cần đạt được hai mục tiêu sau. 1. Giải thích được một số thuật ngữ liên quan đến GMB. 2. Rèn luyện được kỹ năng phát triển cá nhân. Làm việc nhóm, tự học, tìm kiếm tài liệu. Thuốc là chất hoặc hỗn hợp các chất, dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, hoặc chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, trừ thực phẩm chức năng. Hoạt chất dược dụng là các chất dự định, sử dụng trong sản xuất, tạo thành một dạng bào chế dược phẩm. Khi sử dụng, nó trở thành thành phần hoạt tính của dạng bào chế đó, đem lại tác dụng dược lý hoặc tác dụng trực tiếp khác trong chẩn đoán, chữa trị, làm giảm nhẹ, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật, hoặc tác dụng lên cấu trúc và chức năng cơ thể. Chốt gió. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chốt gió là một không gian khép kín giới hạn bởi hai hay nhiều cửa đi đặt giữa hai hay nhiều phòng, ví dụ giữa các phòng có độ sạch khác nhau, nhằm mục đích kiểm soát luồng không khí lưu thông giữa các phòng. Chốt gió có thể thiết kế dùng cho người hoặc cho nguyên vật liệu. Trong trường hợp dùng cho nguyên vật liệu, chốt gió còn được gọi là lối trung chuyển. Chốt gió cũng được dùng làm phòng đệm cho một phòng sạch, nơi các vật liệu vô khuẩn được xử lý trước khi đưa vào phòng sạch. Người được ủy quyền là một người được cơ quan quản lý quốc gia thừa nhận có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi lô thành phẩm đều được sản xuất, kiểm nghiệm, duyệt xuất xưởng đúng luật lệ và quy chế hiện hành của nước đó. Hạn dùng là thời hạn sử dụng được ấn định cho một lô thuốc mà sau thời hạn này thuốc không được sử dụng. Ngày sản xuất là ngày ấn định cho một lô sản phẩm, chỉ rõ ngày hoàn thành sản xuất sản phẩm. Lô là một lượng xác định nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu bao gói hoặc sản phẩm được chế biến trong một quy trình đơn lẻ, có tính đồng nhất, đôi khi phải chia lô thành một số mẻ rồi tập trung lại hình thành lô rộng nhất cuối cùng. Trong trường hợp tiệt trùng giai đoạn cuối, cỡ lô được xác định bởi công suất của nồi hấp. Trong sản xuất liên tục, lô phải tương ứng với một phần xác định trong sản xuất với đặc trưng riêng là sự đồng nhất dự kiến. Cỡ lô có thể được xác định một lượng sản phẩm nhất định hoặc một lượng sản xuất ra trong thời gian cố định. Số lô là sự kết hợp rõ ràng của các con số hoặc chữ cái để nhận dạng duy nhất một lô được ghi trên nhãn, trong hồ sơ lô, trên phiếu kiểm nghiệm tương ứng. Ví dụ, kết hợp các chữ cái, kết hợp các con số và chữ. Hồ sơ lô bao gồm tất cả tài liệu liên quan đến việc sản xuất một lô bán thành phẩm hoặc thành phẩm. Thể hiện lịch sử của mỗi lô sản phẩm, những tình huống liên quan đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Bán thành phẩm là sản phẩm đã qua tất cả các công đoạn sản xuất, trừ công đoạn đóng gói. Ví dụ, viên nén bao đường Rutin C có số lô 011109 do Cha Faco sản xuất đã qua công đoạn bao đường, chờ kiểm tra chất lượng để ép vỉ, đóng hộp, đóng thùng gọi là bán thành phẩm. Hiệu chuẩn là một loạt các thao tác nhằm thiết lập trong điều kiện nhất định một mối quan hệ giữa các giá trị có được do một thiết bị hay một hệ thống đo đạc ghi lại và kiểm soát hoặc các giá trị thể hiện bởi một vật liệu đo lường so với các giá trị tương ứng đã được biết đến của một chuẩn đối chiếu, các xác lập các giới hạn chấp nhận của các kết quả đo lường. Khu vực sạch là một khu vực có thực hiện các biện pháp kiểm soát môi trường xác định với các tiểu phân là vi sinh vật, được xây dựng và sử dụng theo cách thức sao cho giảm thiểu việc đem vào, tạo nên và lưu giữ các yếu tố gây tạp nhiễm trong khu vực đó. Chuyến hàng hay đợt giao hàng. Một lượng dược phẩm được sản xuất bởi một nhà sản xuất và được cung cấp một đợt theo một đề nghị hay đơn đặt hàng cụ thể. Một chuyến hàng có thể bao gồm một hoặc nhiều thùng hàng hoặc container và có thể bao gồm sản phẩm của một hoặc nhiều lô. Tạp nhiễm là sự nhiễm không mong muốn các vi sinh vật hoặc tiểu phân lạ vào nguyên liệu ban đầu hay sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất đóng gói hoặc đóng gói lại bảo quản hoặc vận chuyển. Nhiễm chéo, việc nhiễm một nguyên liệu ban đầu, sản phẩm trung gian hoặc thành phẩm vào một nguyên liệu ban đầu hay sản phẩm khác trong quá trình pha chế. Thao tác quan trọng là
một thao tác trong quá trình sản xuất có thể gây ra những biến đổi về chất lượng dược phẩm. Thành phẩm là một dạng bào chế hoàn thiện, đã trải qua tất cả các công đoạn sản xuất, kể cả đóng gói vào bao bì cuối cùng và dán nhãn. Kiểm tra trong quá trình sản xuất là những kiểm tra được thực hiện trong quá trình sản xuất nhằm giám sát và nếu cần, điều chỉnh quy trình để đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn đã định. Việc kiểm soát môi trường hoặc trang thiết bị cũng có thể coi là một phần của việc kiểm tra trong quá trình sản xuất. Sản phẩm trung gian là sản phẩm đã chế biến một phần và còn phải tiếp tục qua các công đoạn sản xuất khác nữa mới trở thành bán thành phẩm. Thuốc tiêm truyền thể tích lớn là những dung dịch vô trùng để dùng đường tiêm truyền với bao bì đóng gói thành phẩm, có thể tích từ 100ml trở lên. Sản xuất manufacture là tất cả các hoạt động từ khi mua nguyên liệu và sản phẩm, sản xuất, kiểm tra chất lượng, xuất xưởng, bảo quản, phân phối hàng thành phẩm và các biện pháp kiểm soát có liên quan khác. Sản xuất production tất cả thao tác có liên quan đến việc bào chế một dược phẩm, từ khi nhận nguyên liệu, qua công đoạn chế biến, đón gói và đóng gói lại, cho tới khi hoàn thiện sản phẩm. Nhà sản xuất một công ty thực hiện các hoạt động ví dụ như sản xuất, đóng gói lại, dán nhãn và dán nhãn lại dược phẩm. Giấy phép lưu hành giấy phép sản phẩm giấy chứng nhận đăng ký là tài liệu pháp lý do cơ quan quản lý dược quốc gia có thẩm quyền cấp, xác định thành phần chi tiết và công thức sản phẩm và tiêu chuẩn dược điển hoặc tiêu chuẩn được công nhận đối với thành phần hoạt chất của sản phẩm. Công thức gốc là một tài liệu hoặc bộ tài liệu chỉ rõ các nguyên liệu ban đầu và khối lượng của chúng, nguyên liệu bao gói, cùng với bản mô tả các quy trình và những điểm cần thận trọng. Để sản xuất ra một lượng xác định thành phẩm cũng như các chỉ dẫn về chế biến, kể cả kiểm tra trong quá trình sản xuất. Hồ sơ gốc một tài liệu hoặc bộ tài liệu dùng làm bản gốc cho hồ sơ lô trắng. Nguyên liệu bao gói là nguyên vật liệu, kể cả vật liệu có in ấn, sử dụng trong đóng gói một dược phẩm, trừ đóng gói bên ngoài để vận chuyển. Nguyên liệu bao gói đề cập đến ở đây được gọi là bao bì sơ cấp hoặc thứ cấp tùy thuộc vào việc chúng có tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hay không. Đóng gói là tất cả các thao tác, kể cả đóng chai và dán nhãn, để cho một bán thành phẩm trở thành một thành phẩm. Đóng chai một sản phẩm vô trùng, trong điều kiện vô trùng, hoặc một sản phẩm sẽ được tiệt trùng, ở công đoạn cuối thường không được coi là một phần của đóng gói. Biệt chữ là tình trạng nguyên liệu ban đầu hay nguyên liệu bao gói, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm hoặc thành phẩm được tách riêng biệt một cách cơ học hoặc bằng các biện pháp hiệu quả khác, trong khi chờ đợi quyết định, cho phép xuất xưởng, hay loại bỏ hoặc tái chế. Thông thường, người ta dùng màu sắc để phân biệt các khu vực, sản phẩm biệt chữ, được phép xuất, loại bỏ. Nguyên liệu ban đầu là một chất, có chất lượng xác định, được sử dụng trong sản xuất một dược phẩm, nhưng không phải là nguyên liệu bao gói. Thẩm định. Thẩm định qualification một hoạt động nhằm chứng minh cơ sở nhà xưởng, hệ thống và trang thiết bị hoạt động chính xác và thực sự đem lại kết quả như mong muốn. Thẩm định validation một hoạt động nhằm chứng minh rằng một quy trình thao tác, quy trình chế biến, máy móc, nguyên vật liệu, hoạt động hoặc hệ thống nào đó thực sự đem lại các kết quả như mong muốn theo đúng các nguyên tắc của GMP. Đối chiếu là việc so sánh giữa lượng lý thuyết và lượng thực tế. Phục hồi là việc đưa một phần hay toàn bộ lô sản xuất trước đó, hoặc dung môi đã được trưng cất lại, hoặc các sản phẩm tương tự, có chất lượng đạt quy định, vào một lô sản xuất khác, ở một công đoạn xác định trong quá trình sản xuất. Phục hồi bao gồm cả việc loại bỏ tạp chất ra khỏi chất thải để có được một chất tinh khiết, hoặc phục chế các nguyên vật liệu đã qua sử dụng để dùng lại cho mục đích khác. Chế biến lại là việc đem một phần sản phẩm, lô, mẻ, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm, trở lại bước sản xuất trước đó vì không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng đã định trước. Quá trình chế biến lại đôi khi là cần thiết đối với một sản phẩm sinh học, việc chế biến lại phải đã được thẩm định trước trong giấy phép lưu hành. Tái chế là việc đem sản phẩm đang chế biến, sản phẩm trung gian, sản phẩm sinh học cuối cùng trước khi đóng gói,
hoặc bán thành phẩm cùng một lô, hoặc mẻ đơn lẻ, chế biến lại theo một quy trình sản xuất khác, do không đạt các tiêu chuẩn đã định. Việc tái chế như vậy là trường hợp không mong muốn và không được phê duyệt trước trong giấy phép sản phẩm. Khu vực khép kín là những cơ sở nhà xưởng đảm bảo tách biệt hoàn toàn trên mọi phương diện. Việc di chuyển của nhân viên, trang thiết bị theo quy trình được thiết lập tốt, được kiểm soát và giám sát chặt chẽ. Khu vực khép kín bao gồm cả các rào chắn cơ học và hệ thống xử lý không khí tách biệt, nhưng không nhất thiết ở hai tòa nhà riêng biệt. Tiêu chuẩn là một danh mục các yêu cầu cụ thể mà sản phẩm hoặc nguyên vật liệu sử dụng hoặc thu được trong quá trình sản xuất phải đạt được tiêu chuẩn, được dùng làm cơ sở để đánh giá chất lượng. Quy trình thao tác chuẩn. Bằng văn bản đã được phê duyệt đưa ra các chỉ dẫn cho việc thực hiện các thao tác. Cho tất cả các công đoạn, một số SOP có thể sử dụng bổ sung cho hồ sơ sản phẩm hoặc hồ sơ sản xuất lô gốc cho sản phẩm cụ thể. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.